Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Chương trình được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Đây là một chương trình có thể nói đầu tiên trên thế giới mà ở đó người chơi sẽ không nhận bất kỳ một giải thưởng nào. Toàn bộ số tiền thưởng đó người chơi sẽ dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón người chơi trong ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Dạ, chào anh, Thanh Lịch. Chào người đẹp. Dạ, chào anh. Bật tài cái lấy năng lượng nào. Mỗi lần mình nhìn thấy Thanh Lam mình cảm giác một cái năng lượng tràn trề luôn quý vị. Hôm nay Thanh Lam sẽ cùng với chương trình trải qua những câu hỏi, những cái cung bậc cảm xúc lẫn lộn của chương trình. Hồi hộp quá. Rất là căng thẳng luôn. Lam đang suy nghĩ điều gì về chương trình ngày hôm nay? Thật ra thì Lam rất là mong muốn rằng là sẽ có một giải thưởng thật cao để chia sẻ với những mảnh đời còn đang cần sự chia sẻ của chúng ta. Rất cảm ơn Thanh Lam rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ hoàn cảnh nó như thế nào thì Quyền Linh xin mời Thanh Lam cùng với tất cả quý vị chúng ta hướng về màn hình. Hơn 2 năm nay, cơ sở sản xuất may của người khuyết tật do bà Vũ Thị Quê, thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thành lập không chỉ giúp người khuyết tật có việc làm mà còn là ngôi nhà chung giúp họ tự tin hòa nhập. Vốn sinh ra đã bị dị tật ở chân, bà Quê thấu hiểu nỗi lòng của người khuyết tật. Từ thủ bé giờ thì bố mẹ thì đẻ đông anh em, trong cái hoàn cảnh thì cũng rất là vất vả. Mà người khuyết tật đi xin được một cái công việc để mà ổn định thì rất là khó khăn. Thế cho nên là tôi, ước mơ của tôi là tôi muốn là sau này là tôi thành lập một cái trung tâm để giúp đỡ các cháu khuyết tật. Cơ sở may là một gian nhà cấp 4 lợp tôn xi măng, nằm sát đường liên xã Bình Minh. Xưởng chủ yếu nhận may cờ hiệu vào dây, hoàn thiện cờ tổ quốc, may sao vàng, may viền. Mới gần đây, bà Quê nhận làm thêm chổi cho mọi người có thêm thu nhập. Hiện cơ sở may có 20 người khuyết tật đang làm việc. Không chỉ dạy nghề miễn phí cho các em, bà Quê còn hỗ trợ ăn trưa miễn phí. Trước hết là cô Quê, cô là chủ tịch khuyết tật của xã chúng tôi, đầu tư bữa cơm trưa để các người khuyết tật thì vì sáng đi trưa về nó bất lợi, bất tiện. Cái bác Quê này thì nhiệt tình, từ trước giờ là chưa làm cái này đã nhiệt tình rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình đây thì giờ ở với bố, đây là ông già đây này, thế hiện tại đất này thì là cũng của bố mẹ, thì ở, gọi là ở nhờ thì đúng hơn. Cô Vũ Thị Quê hiện tại thì đang là người khuyết tật nặng tại xã Bình Minh. Hoàn cảnh của cô cũng là khá là khó khăn. Khó khăn về cả cơ sở vật chất để học tập cho các cháu cũng như là hoàn cảnh gia đình cũng nhiều khó khăn. Cô thì không chồng nhưng mà cũng có một con trai. Thì con trai cũng đã học xong hiện đang làm trẻ. Mặc dù cuộc sống của bản thân cũng còn vô vàn khó khăn như vậy, nhưng bà Quê vẫn cố gắng duy trì cơ sở may, chăm sóc các học viên, được các em yêu quý. Nhiều em mang mặc cảm tâm lý, bà Quê còn phải tới nhà hỏi han, động viên em theo nghề. Cô là một người tích cực, sống tích cực và luôn là người rất năng động, giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ các học viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn để vượt lên trong cuộc sống. Chưa có trung tâm thì thường thường là công việc của chúng tôi chỉ là ở nhà và phụ giúp gia đình thôi. Còn từ khi mà có trung tâm thì chúng tôi đến đây làm thì thấy vui, thoải mái vì được giao lưu với mọi người ở đây cùng cảnh. Hiện tại, cơ sở may vẫn đang rất thiếu thốn về cơ sở vật chất để có thể đảm bảo chất lượng công việc. Máy may mượn của trung tâm bảo trợ đã cũ, mái nhà cũng bị dột khi mưa tới. Chủ yếu là tôi lấy cái tâm để giúp đỡ các cháu, để miễn là sao các cháu có nghề, để các cháu cuộc sống, để các cháu no được cuộc sống của các cháu. Cái đấy là cái niềm hạnh phúc nhất của tôi rồi. Như vậy là chúng ta đã xem câu chuyện ngày hôm nay thưa quý vị. Mong rằng Thanh Lam sẽ cố gắng để trả lời những câu hỏi làm sao có cái số giải thưởng thật cao để ta có thể giúp một cái câu chuyện ngày hôm nay cho nó đẹp hơn. Dạ vâng. Ha, sẵn sàng chưa Thanh Lam? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu Vì Bạn Xứng Đáng.
Và bây giờ Thanh Lam sẽ đến với 5 vòng chơi của Vì Bạn Xứng Đáng. 5 vòng chơi với các câu hỏi khác nhau, các mệnh giá khác nhau. Vòng 1 10 triệu, vòng 2 15, vòng 3 20, vòng 4 25, vòng 5 là 30 triệu. Tổng cộng bây giờ Thanh Lam đang có 100 triệu chẵn. Qua 5 vòng chơi thì nếu như mình trả lời không được câu hỏi, mình sẽ dùng cái số tiền này mình mua những gợi ý. Nếu mua giá trị thấp thì mình còn nhiều tiền, mình mua giá trị cao thì mình còn ít tiền. Phải rất tiết kiệm đúng không? Phải tiết kiệm. Chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên. Mệnh giá là 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Mình có một gợi ý được tặng mở nghệ thuật cái này liên quan đến nhà mình ở Thanh Lam ha. Từ bố cho tới Thanh Lam này kia, rất là nhiều mảng. Có thể là nghệ thuật âm nhạc, có thể là sân khấu, có thể là chèo, có thể là tuồng cổ vân vân. Nó nhiều lĩnh vực lắm. Vâng. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 3 triệu. Mình chọn bất kỳ con số tương ứng nào từ 1 đến 9 liên quan đến mệnh giá này. Thanh Lam chọn đi, bất kỳ số nào. Cho số 5 đi ạ. Số 5, mở. Mệnh giá số 5 là bao nhiêu? Đấy. Nếu số 5 mở ra 50.000 thì mình ít. Còn nếu mở ra 5 triệu, 9 triệu, 10 triệu thì mình mất số tiền đấy. Có 100.000 thôi. Tức là Thanh Lam đang có 100 triệu mà Thanh Lam mới mất có 100.000 thôi. Ok. Bây giờ mình xem gợi ý tiếp theo là gì nha. Để mình đi tìm đáp án. Mở gợi ý. Đây. Thế kỷ thứ 19. Đây là một loại hình nghệ thuật thế kỷ thứ 19. Nó chung chung quá. Chung quá. Mua tiếp thôi. Mua tiếp cho số 3. Bỏ số 3. Ồ, dạ. Nó nhiều quá. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 400.000. Đấy. Cứ mỗi lần mua là mình mất đi số tiền đó. 400, mua được gì? Chắc là nói về nhạc cổ điển. Một dạng nhạc thính phòng. Vâng, nhạc cổ điển. Dạ. Đấy, nhạc cổ điển. Vâng. Nhạc cổ điển là liên quan tới gì nữa nhỉ? Hát opera. À, opera. Có thể. Có thể, nhá. À, nhưng mình chưa chắc bây giờ. Mình nếu mình trả lời đúng á, mình còn 9 triệu rưỡi. Mình trả lời sai, mình mất toàn bộ số tiền này. Ồ thế à? Thế tôi chọn tiếp. Mua tiếp số 4 đi. Số 4, mở. Cho nó chắc ăn đi. Chắc ăn được. Mệnh giá số 4 là 1.500.000 đồng. Nhưng mà mất đi 1.500.000 nhưng mà mình vẫn còn 8 triệu kia kìa. Vẫn còn gợi ý đúng không? Còn gợi ý. Làm một gợi ý cho mình. Đâu? Xem gợi ý coi, có phải là nhạc cổ điển hay không nha. Di sản văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa phi vật thể là hát ca trù đấy. Ca trù đó, đúng không? Ca trù. Vậy thì mình nghiêng về ca trù. Lại mua tiếp. Mua thêm một cái. Chơi quả hoa. Mua tiếp á. Tiếc thế. Cho số 7 đi. Số 7, mở. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu? 200.000 thôi. Đấy. Mất 200.000 nhưng mình có một gợi ý có thể tốt nào. Mở gợi ý đi. Gợi ý. Nam Bộ vậy là phải ca trù, vậy là đàn ca tài tử. Đàn ca tài tử. Đàn ca tài tử. Biết hát cải lương không? Hát được không? Không biết. Lam Anh gọi tên em như lá rừng về xôn xao nắng. Đó. Cánh đứng chờ giờ mà. Thôi một bây giờ em thương nhớ mà mùa xuân ngày đã xa. Rồi. Trời. Đàn ca tài tử. Đàn ca tài tử. Đàn ca tài tử vừa rồi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và đàn ca tài tử xuất phát từ Bạc Liêu. Nhớ có bài là từ Phú Yên Bảo Yên sắc phong lên đàn đó. Thôi chốt đàn ca tài tử đi. Đàn ca tài tử chốt. Chốt. 3, 2, 1 đúng. Ca trù là mất hết. Mất hết. Chúng ta xem đáp án. 7.800.000. Đúng đi, đúng đi. Đúng đi nào.
đi. Bạn có đại tử. Đoán rất lâu. Dùng đúng cái từ miền Tây luôn là đờn ca tài tử. Đờn ca tài tử. Ở mình miền Bắc mình hay đàn nhưng mà miền Nam ta gọi là cây đờn. Đờn. Cây đờn. Cây đờn, đờn ca tài tử nó gồm có những cái loại đàn cũng rất là độc đáo, đàn guitar phím lõm nè, đàn tranh nè, đàn kìm nè, đàn nhị, rất là hay, rất là hay. Đàn cò đó, vân vân, rất là nhiều cái loại nhạc cụ đó. Đàn ca tài tử một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Những gợi ý Cao Văn Lầu ấy là một cái sáng tác mà nãy mình mới hát đó. Nhã nhạc cung đình Huế, Bạc Liêu thấy chưa? Hoài Lan. Ban Ngũ Tuyệt và cổ Hoài Lan. Và cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Một đáp án chính xác. Chúc mừng Thanh Lam, mình đã chiến thắng được vòng 1. Mình không có mất đồng nào hết, mình chỉ có mua một ít tiền thôi. Để xem kết thúc vòng 1 Thanh Lam có bao nhiêu tiền nha. Khi mới đến đây thì trong tài khoản của chương trình Thanh Lam có 0 đồng. Mà kết thúc vòng 1 em sẽ có. Có bao nhiêu? 7.800.000 đồng. Bước đầu. Bước đầu. Bước đầu. Cho Quyền Linh kết nối với hiện trường nào. Dạ vâng ạ, xin chào MC Quyền Linh và xin chào người chơi của chúng ta ngày hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Và qua vòng 1 với kết quả là đờn ca tài tử thì chị Thanh Lam của chúng ta cũng đã rất xuất sắc để giành được số tiền là 7.800.000 đồng. Và chúng tôi hy vọng rằng ở những vòng thi tiếp theo này chị sẽ thật bình tĩnh, tự tin và sẽ may mắn hơn nữa để giành được số điểm tuyệt đối. Chị Thanh Lam cố lên nhá. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chút xíu mình sẽ gặp nhau tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 2 vì bạn xứng đáng. Mình giá là 15 triệu đồng. Để cứ thế mình tiến lên thôi. Không chắc là mình cứ mua tiếp. Mình giá 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ở đâu? Gợi ý. À, quốc lộ 1A đi qua. Thanh Lam có bao giờ đi đi xe ở quốc lộ 1 mà đi khắp cả nước không? Em thỉnh thoảng chưa đi, gọi là đi xuyên Việt á. À, xuyên Việt á. Chưa. Quốc lộ 1 rất dài, từ phía Bắc đổ dài ra phía Nam luôn. Chết dài rồi. Lắm đấy. Chết ta... rồi. Có chắc nghĩ phải mua. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 4.500.000 mình phải mua. Đây là những mệnh giá tương ứng với từ số 1 tới số 9. Chọn đi Thanh Lam. Số 1 đi. Số 1, mở. Để xem gợi ý gì đây. 50 là 50.000 nữa. 50.000 đi. 50.000 thấp nhất. Đấy, nhẹ nhàng. 50. Có 150 thôi. 150, ok. Mình đang có 15 triệu nha. Đỡ áp lực, đỡ áp lực. À, đỡ áp lực. Nó ra 1.500.000 là nặng rồi. 150.000 mua được gì? Mở. Ở miền Trung đó. Bây giờ bắt đầu là nó khoanh vùng ở miền Trung nhưng mà chưa biết tỉnh nào. Thôi mình chọn tiếp. Cho em chọn số 4. Mở số 4. Miền Trung thôi. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 300.000 đồng. Tốt lắm. Tốt. Mở đi nào. Giáp Lào. Giáp Lào là ở đâu? Giáp Lào, Quảng Trị. Quảng Trị cũng giáp Lào. Hà Tĩnh cũng giáp Lào. Hà Tĩnh cũng giáp Lào. Nghệ An cũng giáp Lào. Nghệ An cũng giáp Lào. Đúng rồi. Giáp Lào, giờ mua tiếp nhé. Mua tiếp đi. Mua tiếp, cho số 2 đi. Mở số 2. Mệnh giá số 2 là... mất 4.500.000. Thế. Chị rồi. Số 4.500.000. Thôi. Mua thua này đậm này. Cái này đậm quá. 4.500.000 mua được gì? Nhiều khi đen nó mua nhiều nữa. Làng Mộc Kim Bồng. Nghệ An rồi. Làng Mộc Kim Bồng. Hay là Hà Tĩnh nhỉ? Có thể là Hà Tĩnh. Đi mua thì cũng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh. Mua tiếp. Là... À, cho số số nhưng mà làng Mộc Kim Bồng. Tại sao mình không biết là ở đâu nhỉ? Đố khó ghê cơ ấy. Cho số 9. Mở số 9. Nếu như chúng ta ở làng này hoặc chúng ta có người quen hoặc ta đi diễn ở đây rồi thì ta biết ở đâu. Kim Bồng. Mệnh giá số 9 là... Ôi! Sao em mua nhiều tiền? Mình mua nhiều thế. Hoang quá Thanh Lam ơi. Xài phí quá. Xài ngầu quá, xài ngầu quá. 3 triệu. Mua được gì?
hai di sản văn hóa thế giới. Là ở Quảng Trị, Quảng Bình. Quảng Bình. Quảng Bình có giáp Lào không? Quảng Trị, Quảng Bình đều giáp Lào hết chứ nhỉ? Quảng Trị đâu có Động Phong Nha. Không phải Quảng Bình chứ. Quảng Bình có Động Phong Nha. Quảng Bình Động Phong Nha đúng không? Đúng rồi. Quảng Bình là Phong Nha kẻ bàng. Hay là mình cứ đoán Quảng Bình đi, hay lại mua tiếp. Thường thế. Lại mua rồi. Linh nghiêng về Quảng Bình rất là nhiều đấy. Em cũng nghĩ thế, em nghĩ Quảng Bình. Nhưng bây giờ mình đã mua những số lớn nhất rồi, mình cũng không sợ nữa. Không sợ đi, mua tiếp. Mình mua một số nữa chắc chắn. Chắc chắn đi. Cho số 6. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là ô, may quá. Được. Đây, cái gì đây? Mở. Wow. Phố cổ Hội An. Quảng Nam. Quảng Nam chắc ăn rồi. Thôi mình chọn Quảng Nam. Chốt. Đấy, nãy mình đi đây xa quá. Chốt đi. Chốt. Chốt Quảng Nam. Chốt là Quảng Nam. Quảng Nam. Quảng Nam. 3, 2, 1. Chốt. Đoán đâu. Sao mọi người đoán thế nào? Thanh Lam đã chốt Quảng Nam. Đúng hay sai? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa. Xin chào quý vị. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam đã chốt Quảng Nam. Tôi nghĩ không thể sai bởi ta nói đến phố cổ Hội An. Mở. Phố cổ Hội An thì mình xa quá. Xa kinh, nhưng mà tại sao lại làng trong vòng à. Quảng Nam. Vòng vo mãi rồi cũng đến. Mình đi ra tới Quảng Bình. Mình từ Nghệ An đi vào. Đúng rồi. Mình đi Nghệ An đi vào. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Mẹ Thứ, Cầu Móng, Biển Cửa Đại. Bê Thui, Cầu Móng, Thành phố Tam Kỳ. Biển Cửa Đại, Thành phố Tam Kỳ. À, đây là cái tên rất là quen thuộc. Để mình xem hai di sản thế giới. Bây giờ mình sẽ biết là hai dạng thế giới là đâu. Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với di sản văn hóa thế giới là phố cổ An và Thánh Địa Mỹ Sơn. Ok, thôi mình lại học thêm kiến thức. Tức là kiến thức này nó cũng nằm trong đầu mình đã lâu rồi. Nhưng mà quên, mình tìm, Thánh Địa Mỹ Sơn. Đúng rồi, Thánh Địa Mỹ Sơn rất là nổi tiếng. Đúng rồi, và phố cổ Hội An. Thôi, mình xem số tiền thôi. Nhớ nha, cái này mình đi diễn ở Làng Mộc Kim Bồng với lại Mỹ Sơn là mình nhớ này nha. 7.800.000 đồng là kết thúc vòng 1. Cộng với vòng 2, Thanh Lam có số tiền là? Số tiền 14.250.000 đồng. Chúc mừng nha. Dạ. Qua một vòng nữa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 3 Vì Bạn Xứng Đáng. Vòng 3 mình giá là 20.000.000 đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý tặng chính khách, một chính khách nào đó, thí dụ như là Bill Clinton đến Việt Nam, hay là thí dụ Obama tới Việt Nam, thì chẳng hạn những chính khách, hoặc là chính khách ở Việt Nam đi nước ngoài, vân vân. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại. Thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 6.000.000. 3 đi ạ. Số 3, mở. Mệnh giá số 3 là ô, 3.000.000 nữa. Xài phí quá. Phí phạm quá. Mua được gì? Chính khách nào đây? À, đang đương nhiệm. Đang đương nhiệm, thí dụ như là Donald Trump chẳng hạn. Ủa, thế vẫn đang đương nhiệm nhưng mà mình vẫn không biết là trong Việt Nam hay là quốc tế. Đúng rồi. Mình tiếp đi, coi ở đâu. À, cho số 1 đi ạ. Mở số 1. Ví dụ mình nói ở Mỹ, ở Tây Ban Nha, ở Đức, Nga gì đó. Đấy, được. Tới này thì mình mua nhiều lần được, đúng không? Mình mua nhiều là được. Mình mua 4-5 triệu, mình mệt lắm.
chóng hết mặt đấy. 6 triệu là chết luôn. Chết luôn. 400 nghìn mua được gì? Tổng thống. Tức là một ở thế giới rồi. Thế chứ không, ở Việt Nam mình đâu có tổng thống. Tổng thống, ok. Tổng thống Donald Trump nè, tổng thống Putin nè. Putin. Đấy. Tổng thống gì đó vân vân. Mua thêm. Không biết. Tại vì chưa có biết nước nào hết trơn. Cho số 5. Mở số 5. Bây giờ mình cần đặc điểm của vị tổng thống này. Ví dụ như cao to hay đẹp trai, xoái ca hay là tóc quăng quăng hay gì đó vân vân. Tổng thống. Mệnh giá số 5 là 100, đúng rồi. 800 được. Thế nghĩ. 4 lần đến Việt Nam ấy, Donald Trump rồi. Mấy lần đến Việt Nam? Ông đến lần, đến có một lần à. Ở Việt Nam mình nhiều nhiều chính khách đến nhiều lần lắm nhưng mà không nhớ ai thôi. Thôi, cho chúng tôi một số nữa để tìm đặc điểm cho đi. Cho số số 9 đi. Số 9 mở. Mệnh giá số 9 là em nghĩ là mấy đi. Đấy. Rất hay, rất hay. 100 nghìn đồng mua được gì đây? Mở quyển sách nhân vật số 1. Từ Tổng thống Singapore. Quyển sách nhân vật số 1. Khó đấy. Khó ơi khó luôn. Nói chung nó chung chung thôi. Ừ, có thể chung. Ngoài đoán được nhưng mà cho số 7. Mở số 7. Mệnh giá số 7 là ô trời ơi. Anh thấy em toàn chọn những cái số rất đắt tiền, anh thấy không? 6 triệu mua được gì? Mở. Putin. Chỉ có Putin thôi. Thế tại sao mình không đoán sớm ra? Mua mất bao nhiêu tiền? Hồi nãy mình đoán rồi. Putin. Thua chịu. Thôi thua thì mình mất trắng thôi. Đúng rồi. Mình phải làm quả... Chơi đi, Putin. Putin. Mua tiếp á. À, mua hả? Thôi không mua đâu. Chốt. Chốt đi. Chốt. 3, 2, 1. Chốt. Chốt. 2 triệu. Sai thì là em anh chia 50-50. Tại anh xui em. Rồi, xui em. Xem đáp án. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Sai à? Putin. Đúng mẹo ơi. Vladimir Putin. Vì trên thế giới Vladimir Putin chỉ có một. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Rồi thì... Nga, nhân vật của năm 2007, 1952, năm sinh đấy. Chơi nhiều môn thể thao. Đấy. 4 lần đến Việt Nam có lẽ là lúc ông làm thủ tướng ông đó đến. Rồi sau đó ông làm tổng thống ông đến nữa. Okay. Thôi thì mình không nhớ. Chúc mừng, chúng ta có số tiền như sau. Thế là mình có cộng thêm vào nữa đúng không? Cộng vào 14.250.000 là kết quả của hai vòng trước. Cộng với vòng 3, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam có số tiền là khá khá 23.900.000. Mình còn đến hai vòng chơi nữa, mình còn đến mấy chục triệu nữa, đừng có lo. Vòng 4 vì bạn xứng đáng. Tiếp tục. 25 triệu đồng. 25 triệu. Vòng 4. Câu hỏi như sau. Gì đây? Hỏi rất nhiều vấn đề. Gửi thằng liền đi. Đặc sản nhìn thấy món ăn đấy. Ồ, món ăn thì là em có vẻ là thông thạo đấy nhá. Thông thạo đấy nhá. Không có run đâu. Đấy. Bây giờ chúng ta có 9 gợi ý. Thấp nhất 100.000, cao nhất là 7.500.000. Một đi, số 1. Số 1 mở. Hình như nãy giờ Thanh Lam mua số 1 không đúng không? Đã em hay thích làm cái đầu tiên. Mệnh giá số 1 là 500. Ok. Ok, được. Tạm được. Mở.
Đặc sản nhưng mà không biết ở vùng nào đây. Miền Bắc. Miền Bắc vào rồi. Vào luôn. Vào luôn. Kể một số đặc sản miền Bắc nào. Miền Bắc thì có nhưng mà nó có nhiều nhiều thứ. Bún chả này. Bún chả nè. Bánh cuốn này, phở này. Phở nè. Đại khái vậy nha. Đại khái nhá. Mua thêm. Lại mua thêm nữa. Phải mua thêm chứ giờ đâu biết gì đâu. Không biết cái gì thật. Cho số 2 đi. Mở số 2. Mình hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? Thí dụ như tròn, vuông, méo, bánh chưng hay gì thí dụ chẳng hạn. Phải có rất gợi ý cho mình. Hay là có nước, gặp phở gì đó. Ôi giời. Món này hơi đắt. Món này là muốn trả. Món này muốn trả, muốn trả 5 triệu thì không ổn đấy. Không lẽ là muốn trả Obama. Đắt thế. 5 triệu mua được gì? Không ngờ em mua đặc sản tới 5 triệu cho bà con à. Mùa hè. Mùa hè á, tức là cái đồ ăn vào mùa hè. Đúng rồi, hay ăn vào mùa hè. Mùa hè ở Hà Nội ăn cái gì nhỉ? Mùa hè thì thật ra em rất thích ăn bún chả nhé. Vì nó mát ấy, nó không bún có chả. Nợ. Bún chả. Bún chả. Thôi tiếp đi. Số 4 đi. Số 4, mở để xem nó là cái gì. Đang đói. 5 triệu là thèm. 5 triệu mà muốn trả chắc nhiều lắm hay làm nhờ. Một năm mà chúng mình ăn một năm á. À vậy à. Ăn một năm. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 2,5 triệu. Cái món này hơi cao đấy. Món gì? Xem gửi. Thuộc họ bồ hòn. Bồ hòn chắc quả xấu quá nhờ. Nước xấu à? Mùa hè là mình hay nước mơ. Mình hay uống nước mơ đúng rồi đấy. Đúng rồi, nước mơ. Mà cũng có hay uống nước xấu nữa. Cũng hay uống nước xấu. Xấu cũng ngon. Cũng ngon. Ừ. Nhưng em nghĩ chắc là hai dòng đấy thôi. Mơ xấu thôi. Mơ xấu. Mơ là phải đẹp chứ mơ xấu quá. Cho mơ số số 6 đi. Mở số 6. 6 đi. Mệnh giá số 6 là đấy, 1 triệu được. Đấy. Quả bồ hòn mơ, mơ và xấu thôi. Mở gỉ. Mơ và xấu thôi. Nghiêng về mơ nhiều hơn đúng không? Vị thuốc. Mơ. Mơ là vị thuốc đúng không? Xấu có là vị thuốc không? Cho mua số số 5 đi. Số 5 mở. Mơ mơ màng màng. Mơ. Mệnh giá số 5 là bao nhiêu? Thôi. Được. Đấy. May rồi. Rồi xong. 2,5 triệu. Chốt nha. Chốt. Coi mơ hay là xấu. Mơ mơ màng màng. Nhẹ nhàng. Thế quả dâu rồi. Ờ nhãn lồng đúng rồi. Tôi là nhãn lồng rồi. Nhãn lồng. Nhãn. Nhãn lồng. Nhãn Hưng Yên. Nhãn lồng. Thôi chốt đi. Nhãn lồng. Nhãn lồng chốt. Nhãn lồng. Một, chốt. 3, 2, 1. Chốt. Chốt. Thôi bây giờ quay ra để cho nó đỡ như hồi là hộp hồi hộp. Cho chúng tôi kết nối hiện trường xem mọi người có đáp án như thế nào. Dạ vâng, anh Quyền Linh ơi, Thanh Hương thì rất là thích ăn nhãn. Và Thanh Hương cũng được biết là nhãn lồng cũng là một đặc sản rất là nổi tiếng của Hưng Yên. Thì tất cả mọi người ở đây cũng như Thanh Hương đều đoán đáp án của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nhãn. Bác ơi, không biết là bác có nghĩ rằng đáp án ngày hôm nay của chúng ta là nhãn đúng không ạ? Tôi cũng nghĩ là đáp án là nhãn. Dạ vâng ạ. Chị Thanh Lam ơi, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng đáp án đó chính là nhãn rồi. Chị hãy tự tin lên và xin chúc chị may mắn trong phần thi tiếp theo này. Chị ơi, cố lên nhá. Nhãn lồng, em thì nhãn lồng. Tài nhiều tiền quá. Nhãn lồng. Nhãn lồng. Căng thẳng không? Được clip mà. Oh, yo, yeah. Yeah. Mơ là chết rồi nha. Mơ là xong. Mơ là xấu luôn rồi đấy. Mơ là mất hết. Quả nhãn. Quả nhãn. Chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại.
số lồng bay xa. Em phải tưởng là Hưng Yên thấy không? Hưng Yên. Ngọt. Có thể dùng tươi hoặc khô, đấy chưa? Đúng rồi, đó. Có thể tươi hoặc khô. Chúng ta xem số tiền. Đấy. Bây giờ mình đang có 23.950.000 đồng cộng với vòng 4. Thanh Lam có số tiền là bao nhiêu? 39.700.000. Số đẹp rồi đó. Mình còn một vòng nữa là 30 triệu. Bây giờ mình cố gắng là thành cố gắng từ 50 trở lên là okay. là ngon nha. Ok, chúng ta tiếp tục vòng cuối cùng. Mình giá là 30 triệu đồng. Cho chúng tôi xem câu hỏi. Ai? À, tức là về con người rồi. Đúng rồi, là con người, là ai đó, giống như nãy là Putin vậy đó. Ok. Gửi huyền thoại. Một nhân vật huyền thoại nào đó. Huyền thoại. Được xem là huyền thoại. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất là 150.000, cao nhất là 9 triệu. Huyền thoại. Một nhân vật huyền thoại là ai cũng biết hết á. Huyền thoại. Đấy. Có phải là bác Hồ Chí Minh của chúng ta không? Có thể. Chưa biết em là bác chọn gì. Số 3 đi. Số 3 mở. Nhân vật xem nó là huyền thoại luôn. Còn giá số 3 là thấp thôi, 150.000 thôi đúng không? 300 mua được gì? Quá. Thì như câu này em nghĩ có khi mình vào trả lời luôn. Chưa chắc trong... đâu. Chưa chắc làm ơi. Thôi thế thôi, thế không đây. Chắc ăn cả. Trên đời này không có gì chắc chắn cả đúng rồi. Không? Mình phải thấy rõ ràng cụ thể. Mắt thấy tai nghe. Đúng rồi, chạm vào luôn. Chạm vào thì mới được. Mắt thấy tai nghe chưa chắc là chính xác. Đó, chạm vào. Gửi. Ở nước Anh thấy chưa? Ở nước Anh, thí dụ nữ hoàng Elizabeth chẳng hạn, thí dụ một nhân vật huyền thoại mà ai cũng nghĩ đến, thí dụ là Thác Trương. Ờ, thí dụ như vậy, mình mua tiếp. Cho số 4. Mở số 4. Có thể là một cầu thủ đá bóng, có thể một chính khách, có thể là ai đó. Huyền thoại. Mệnh giá số 4 là nó sẽ khoanh vùng. Đúng rồi. Khoanh vùng cho mình. Để xem cái lĩnh vực nó nào. 150.000 mua được gì? Mở. 150.000. Hiệp sĩ. Hiệp sĩ thì ai đã được phong hiệp sĩ? Ông Elton John. Phải không? Elton John được phong làm hiệp sĩ. Nhưng mà nước Anh cũng nhiều hiệp sĩ lắm á. Như em về âm nhạc thành ra em nhớ đến đấy. À, nhớ âm nhạc đúng không? Đấy, nó còn lĩnh vực nữa. Lĩnh vực nữa hả? Mua thêm đi. Từ từ cho em nghĩ một tí xem nào. Cho mua số 9 đi. Mở số 9. Đừng có mà số 9 là 9 triệu ấy nhá. Đừng có 9 triệu đấy. 9 triệu là mệt. 9 triệu mất nhiều quá. Đấy, anh ấy có đây, mới nhắc đây. Nói phát có luôn đúng không? Có luôn. Nói chung anh em mình thiêng ghê ghê. Gợi ý gì đây? Gợi ý. Lĩnh vực nào? Âm nhạc đi. Âm nhạc là đúng rồi ha. Nếu âm nhạc thì là em đoán đúng luôn, mình đỡ mất 600 ấy. Học đi 60. Tức là sinh à, khoảng 60 đó. Thế thì ông khoảng có phải năm 60 đến 69 đấy. Thế à? Năm 60 không phải là ông chút là ông Peter. Ông gì? Nhóm trong nhóm Peter. Ông Nguyễn Linh. Ông Nguyễn Linh. Năm 60. 60 gợi ý tiếp nhá. Tiếp đi. Tiếp đi. Cho số 2. Mở số 2. Bởi cái gì nó chưa chắc thì mình không có cầm trong tay được đâu. Còn giá số 2 là 3 triệu được. 3 triệu vẫn được. Đừng có 9 triệu. Đừng có 6 triệu, 9 triệu, 5 triệu là mệt lắm. Mệt thật, chứ mất nhiều tiền quá luôn ấy. Mua được gì? Đang cần phải tiết kiệm. Tiết kiệm càng nhiều càng tốt đúng không? Đúng rồi. Chính giải Grammy đấy. Thế chính giải Grammy. Nó là ông Elton John mà. Elton John đúng không? Elton John đúng rồi. Chắc chắn chưa? Đấy, em thấy anh thấy em nói âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Elton John. Ông Elton John. Không biết ông có đúng không? Chính giải Grammy không nhỉ? Chính giải Grammy đấy. Cái này là Thanh Lam có lẽ rành ở Quỳ Linh. Đấy, em nghĩ là Elton John. Elton John. Nếu nghĩ như thế mình chốt luôn. Thế cho số 5 đi. Số 5. Bây giờ nghe gợi ý. Nghe gợi ý thương thế. Số 5 mở.
Mời chắc số 5 là Michael Jackson à? Không, 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 5.250.000 cũng vẫn cao nhỉ. Mở gỉ 5.200.000 góp và rock đó. Một ban à? Một ban nhạc. Ok, thế thì em nghĩ là Peter. Chốt. Chốt. 3, 2, 1. Yeah. Một ban nhạc huyền thoại. Rồi. Một ban huyền thoại luôn. Chúng ta xem đáp án. Đoán mãi không ra. Sở trường của mình là mày mò mãi. Đáp án. Đi, đúng đi. Yesterday, oh my God, so chính xác đó. Yeah. Có thuộc một bài nào không? Một đoạn nào đó. Yesterday, oh my trouble seems so far away. Da di da 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 di da da. Đúng rồi, hay believe. Lắm. Chúc mừng Thanh Lam, một đáp án chính xác. Yeah. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Chính bốn thành viên Yesterday đấy. Yesterday. Đại lộ danh vọng. Đại lộ danh vọng. Vĩ đại nhất mọi thời đại, đây là một ban nhạc huyền thoại ở Anh luôn. Chúng ta tổng kết số tiền. 39.700.000 là kết quả của 4 vòng chơi. Cộng với vòng 5, Thanh Lam có số tiền là 60.400.000 đồng. Chúc mừng Thanh Lam. Và bây giờ thì MC sẽ thông báo cho nhân vật ngày hôm nay được biết. Vâng thưa quý vị, kết thúc vòng thi cuối cùng thì nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam của chúng ta đã rất xuất sắc, giành được số tiền là 60.400.000 đồng. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiến thẳng tới gia đình nhà bác Vũ Thị Quê để tạo điều bất ngờ này cho bác. Chúng ta cùng đi nhé. Cháu chào bác Quê ạ. Chào cháu ạ. Dạ vâng ạ. Bác ơi, cháu là Thanh Hương và cháu đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Ngày hôm nay thì có một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Cùng với chương trình đã mang tới cho bác cũng như tất cả mọi người đây một món quà vô cùng đặc biệt. Không biết là bác có đoán được ra là món quà ngày hôm nay là gì không ạ? Tôi chưa biết là cái chương trình ấy là quà có cái gì ạ? Vâng ạ, nếu như mà cháu là bác ngày hôm nay thì cháu cũng rất là hồi hộp, không biết là sẽ có một cái điều bất ngờ nào. Thì ngay sau đây cháu xin mời bác cũng như tất cả mọi người đây, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình TV để xem điều gì sẽ xảy ra ngay sau đây ạ. Dạ vâng. Xin chào chị Quê, chào tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường. Chúng tôi phải nói ngày hôm nay Thanh Lam cũng đã xuất sắc. Mặc dù có những em xài tiền hoang quá. Có những lúc mà mình mua hơi hoang phí. Hơi hố. Chứ không phải mua thôi. Phải mua thôi. Mọi người thông cảm nên nghĩ rằng món quà ngày hôm nay mà Thanh Lam đã nhận được thì cũng có giá trị rất là cao nha. Chúng ta sẽ nghe cảm xúc từ ca sĩ Thanh Lam. Thanh Lam rất là cảm động khi nhìn thấy hình ảnh chị chống chiếc nạng và dạy cho những cái học trò khuyết tật của mình. Thanh Lam xin được tặng 60.400.000 đồng khi mà trải qua những cái thử thách của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng để dành tặng cho chị Vũ Thị Quê. Mong rằng chị sẽ luôn luôn giữ được cái tình cảm cũng như là cái tấm lòng ấm áp để mà dành tặng cho những học sinh của khuyết tật của mình, và mong rằng các em sẽ trở thành những con người có ích cho cuộc sống. Và tôi yêu các bạn. Cảm ơn Thanh Lam rất là nhiều. Và quý linh thấy hoàn cảnh của chị Quê cũng rất là tuyệt vời. Vâng. Chị mặc dù là khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng để có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Dạ. Người ta gọi là lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá rách hơn đó. Vâng. Để các em có điều kiện có một cái nghề để phát triển về tương lai. Dạ. Thì quý linh cũng đóng góp một chút tình cảm của mình vào đây. Con số tròn là 70 triệu. Dạ. Người tặng chị Quê nhá. Vâng. Anh Linh, em nghĩ rằng có một cái câu hát này rất là hay. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Wow. Đúng ý nghĩa quá. Vâng. Chúc chị Quê cùng với mọi người sẽ có thể có một lớp học có thể khang trang hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và vâng, Quê Linh cũng kêu gọi nhiều mạnh thường quân nữa. Chúng ta cần nên phát triển cái một cái mô hình này. Dạ vâng ạ. Có thể giúp thêm nhiều em có thêm cái ngành nghề nữa để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vâng. Một lần nữa cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh.
À, vâng ạ, xin được cảm ơn MC Quyền Linh cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam của chúng ta ngày hôm nay. Dạ bác Quê ơi, chắc là bác và mọi người cũng đã xem rồi. Và ngày hôm nay thì cháu xin được thay mặt cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, cho anh MC Quyền Linh và chương trình Vì Bạn Xứng Đáng sẽ trao tặng món quà này tới tay bác cũng như tất cả mọi người ở đây. Dạ, số tiền mà qua 5 vòng thi nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam giành được đó là 60.400.000 đồng, cộng với số tiền riêng là tấm lòng của anh Quyền Linh và làm tròn ngày hôm nay là 70.000 đồng. Đây, ngay lúc này thì chương trình cũng như là cháu rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của bác về tất cả những cái điều tuyệt vời ngày hôm nay mà nhân vật đã dành tặng cho bác. Cảm ơn chương trình. Tôi hôm nay rất vinh dự đến nỗi rơi nước mắt. Nguyện vọng của tôi nhất là tôi muốn là có một cái khu đất rộng để tôi tạo dựng cho các cháu một cái mô hình. Cháu nào làm được may thì ra may, mà cháu nào không làm được may thì đi làm chổi chít, mà cháu nào không làm chổi chít thì ra chăn nuôi con gà con quế để các cháu sinh sống, để cho gia đình và xã hội bớt đi một phần gánh nặng. Đấy là cái nguyện vọng của tôi là cái lớn nhất. Và có khu vui chơi giải trí cho các cháu, để các cháu chơi học xong, làm xong các cháu ra chơi cầu lông bóng đá, cho các cháu khuây khỏa, cho nó đỡ bị mắc cả với xã hội. Đấy là cái nguyện vọng lớn nhất của tôi trong đời. Cô xin cảm ơn ca sĩ Thanh Nam ạ, anh Quyền Linh ạ, cả Thanh Hương ạ, đã giúp tôi trong những cái lúc khó khăn nhất, để tạo dựng cho tôi để có một cái động lực để tôi giúp đỡ các cháu con đường tiếp theo ạ. Dạ, vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Và Thanh Hương là cháu chỉ là một cái chiếc cầu để bắc đến đây thôi ạ. Còn tất cả tình cảm cũng như là sự sẻ chia ngày hôm nay là qua 5 vòng thi và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam đã rất xuất sắc giành được, cũng như là tấm lòng của anh Quyền Linh và đặc biệt là chương trình Vì Bạn Xứng Đáng ngày hôm nay. Dạ. Vâng ạ, dạ thưa bác, thì hôm nay mình cũng có đại diện của Ủy ban xã Bình Minh đúng không ạ? Và sau đây thì cháu rất là muốn lắng nghe chia sẻ của bác. Thay mặt chính quyền địa phương cũng xin trân trọng cảm ơn chương trình VTV3, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam cũng như anh Quyền Linh đã tổ chức chương trình gọi là Vì Bạn Xứng Đáng như ngày hôm nay, đã trao cái phần quà cho chỗ chị quê rất là tâm huyết và rất là có ý nghĩa, ủng hộ các cháu khuyết tật ngày được coi học tập cũng như là tạo công ăn việc làm cho các cháu. Dạ, cảm ơn bác Nhi ạ. À, dạ vâng ạ, người ta nói rằng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, và ngày hôm nay khi đến đây thì Thanh Hương đã được học từ chính tấm lòng rất là cao cả của bác Quê. Và xem phóng sự của bác thì Thanh Hương thấy rằng là bác không có một cái ước mơ nào cho bản thân mình cả, mà tất cả những cái tâm tư nguyện vọng của bác thì đều dành cho những em nhỏ ở đây, những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Thực ra thì bác Quê của chúng ta cũng là một người khuyết tật, và khi Thanh Hương tới đây thì thấy bác đi lại rất là khó khăn, bác bị đau ở chân, nhưng mà bác lại không mơ một cái điều gì cho mình mà bác mơ cho tất cả những người khác. Thì ở đây Hương muốn nói một điều rằng là cuộc sống này còn rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, và thông qua chương trình Vì Bạn Xứng Đáng của chúng tôi thì hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm để có thể san sẻ được với nhau trong cuộc sống. Và không biết nói gì hơn thì với số tiền này là 70 triệu cũng là một số tiền rất lớn đúng không bác Quê? Và với số tiền này thì cháu rất là hy vọng rằng là bác cũng như tất cả các bác ở đây sẽ quan tâm nhiều hơn tới các em, và đặc biệt là bác phải giữ gìn sức khỏe để khỏe mạnh hơn đó, và ngày càng có thêm cái sự quyết tâm, cái niềm tin để có thể san sẻ được tấm lòng cao cả của bác đến với tất cả mọi người. Và với số tiền 70 triệu thì mình có thể sang sửa được cơ sở ở đây sẽ khang trang, rộng rãi hơn để có thể tiếp thêm những cái sinh lực cho các em ở đây. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác, cảm ơn các bác đại diện cho Ủy ban xã, và xin được cảm ơn tấm lòng tuyệt vời của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, cảm ơn MC Quyền Linh, cảm ơn chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, và xin được hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình sau ạ. Cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị dành cho chương trình và đặc biệt là nhân vật ngày hôm nay. Và Quyền Linh nghĩ rằng 70 triệu nó cũng phải là con số lớn. Quyền Linh nghĩ rằng tất cả những mạnh thường quân đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ góp thêm một chút nữa, một chút tình cảm của mình để nữa cho, để cho con chị, số 70 triệu nó lớn lên. Và các con. Đúng rồi, tặng cho chị Quê và các con nữa để chúng ta sẽ thấy một bức tranh đẹp, một cái hình ảnh đẹp và chắc chắn rằng những trái tim, những cái con người nhân văn. Đúng rồi. Dạ. Chắc chắn là cái sự nhân văn đó nó sẽ còn phát huy rất là nhiều quý vị nha. Chúng tôi mong như thế.
Một lần nữa hãy tràn một trong tràng pháo tay để cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lam. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau vì bạn xứng đáng. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm, bướm vàng. Xe đôi cánh, xe đôi cánh. Hai cái con gì đây? Con heo đất với màu sắc sặc sỡ. Con heo bình thường là con chỉ có hai màu thôi. Anh nói thiệt, ngay giờ phút này mà có giáo sư tiến sĩ đứng đây á, cũng không biết chốt con gì luôn, con thẳng gì luôn. Toàn là những cái gọi là nó chung chung, dữ kiện chung chung không à.